Các bạn ơi, như vậy là sau khi bước bộ đi tầm 3 cây số thì hiện tại Thành đã có mặt tại gia đình nhà chú Ve. Như các bạn đã biết thì cách đây khoảng 3 năm Thành có đến thăm chú Ve và có động viên chú Ve về phát triển kinh tế, động viên các cháu học hành. Hôm nay Thành lại đến thăm gia đình chú và tiếp tục động viên chú phát triển kinh tế, cũng như là tiếp tục động viên các cháu đi học hành và gọi là thăm lại ngôi nhà, xem bên trong ngôi nhà của chú có gì thay đổi không các bạn nhé. Các bạn hãy theo chân Thành đi vào bên trong gia đình chú Ve. Xin mời các bạn nhé. Các bạn ơi, như vậy sau quá trình di chuyển khoảng 3 cây số, bước bộ liên tục đi theo con đường mòn rất là khó khăn thì cuối cùng cũng đã đến nhà chú Ve rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong nhà chú để hỏi thăm, tìm hiểu về ngôi nhà nhé. Đây là anh á? Hả? À. Ôi thanh niên, anh cơm chưa? À, đang làm gì ở đây? Nghịch điện thoại á? À? À, ở đây có sóng không? Bố ở nhà đúng không? Bố mẹ ở nhà chứ? Em tên là gì nhỉ? Anh lâu không nhớ rồi. Anh Hải. Gần nhất anh cả đó. Em lập gia đình rồi phải không? À, chưa. Còn một anh lập gia đình tên là gì nhỉ? À, anh Vàng, anh Hải này. À, em Thắng này, em Nhung này nhỉ? Thỉnh thoảng xem kênh của chú không? Các bạn quý ơn tôi ấy. Ôi, có chó cắn không? Có con nào giữ không? Thắng ơi, cái gì nhỉ? Hải ơi, giữ á? Thế xem lúc chú về thì cắn chú một phát đi tiêm phòng thì mệt lắm nhá. Ôi, các bé đây mặc áo xanh đây. Ok, đi vào nhà. Bé Út thì tên là gì nhỉ? Hoa nhỉ, Hoa là Út. Con chó nhá, để ý con chó này. Thắng chửi nó. Chửi nó, không cho nó cắn. Đó, cái lu nước này. Lu nước. Ôi rồi. Nó đóng cửa vào, đóng cửa nó vào được mà đúng không? Ôi, hai cái lu nước. Sao lại cái lu nước chặn cửa này? Ngay trước cửa đây mà. Rồi, này, lại thấy con chim chào màu đây như ngày trước rồi. Không có gì thay đổi. Chú Ve ơi. Vào đến rồi. Khỏe không chú? Nóng không? Ôi, nóng lắm. Đúng, đi đúng giờ chưa? Vì cháu vừa mới đi quay mấy cái mô hình kinh tế ở dưới kia. Nên vào đến đây, cố gắng vào đến đây vì cháu... Lúc thì vào nhà ai vào cả nữa? Chưa vào. Chưa vào. Vâng, vì muộn quá. Muộn quá. Thế đi thả vào thả. Vâng, ở đây có điện không? Có điện rồi đúng mà. Đúng rồi. Vào nhà đấy. Dạ vâng. Đấy, xin chào cả nhà nhá. Có bật điện lên một chút để cháu quay phim rõ hơn không? Thắng bật đấy. Để cái mũ ở đây vậy. 1 triệu đấy. Dây điện á? À. Khá lâu không gặp chú, vừa lâu lắm đấy. À, cái đợt mà gặp cô chú ở cái chợ Châu ấy nhỉ? Khá là lâu rồi. Trước đấy thì lâu không gặp rồi. Vâng, quay nhà chú một tí nào. Đó. Nhà xấu quá. Thôi các bé ở đây phải không? Thôi mở đồ ra ăn đi. Mở đồ ra cùng nhau ăn xong quay tiếp. Đấy. À thế ăn mì tôm đi, mở mì tôm. Đây đây chú chai chai nước của cháu. Vâng, đi cùng nhau uống. Vâng. Đấy. Đấy toàn bộ bên trong ngôi nhà của chú Ve các bạn nhé. Đây là cô vợ của chú tên là gì nhỉ? Dạ. Thà thì dợ. Đó. Đây mọi người ăn uống tự nhiên đây. Vừa cháu mua 40 cái đi. Mua 40 cái chia cho các bé dưới kia nhiều rồi. Vâng, chia cho các bé dưới kia rồi. Các bé đầu làng của mình ấy. Chia bà cụ một cái. Đấy. Chia ta bốc nhiều, khá nhiều rồi vì... Đấy, chia bà cụ một cái. Đây là mẹ của chú Ve á. Chào chào bà. Bà rèn mi, bà ơi. Chắc chắn tay mi. Ngắm mà thân. Chắc chắn tay bầu. Chắc bỏ lẽ à. Chắc mi. Hai cái tay tức là nặng tay các bạn ạ. Tay. Bà đây ký IP ra. 80 rồi. 80 tuổi rồi đấy. Đó, đúng rồi, phải chia bà chứ. Đó, bà kia nè. Đây, các bé đây. Bé Hoa. Lúc mà Thành mới đến cách đây 2 năm còn bé xíu. Này. Không ra ngoài ăn nhà thôi.
Ừ, ăn ở trong nhà thôi, không ra ngoài đâu. Không ngại đâu. Vâng. Tí thì ăn mì tôm, còn đói thì lấy mở mì tôm ra ăn. Đây này, hai két mì tôm bên này. Ai, khát nước quá. Cái đường thì làm chưa được. Đường chưa được. Làm được xe máy thôi. À. Ở dưới này, không à? Ừ. Hai ngày cái tay đâu đâu cũng về được. Tay ở đâu không giúp được đúng không? Thế bà con ở dưới đấy đang làm. Đi, tôi đi mấy ngày rồi nhưng mà ngày nay không đi rồi. Ừ. Ngày nay thì vắng. Ở dưới là bao nhiêu giờ chứ? Khát nước quá các bạn ạ, phải uống nước một tí xong này bắt đầu tiếp tục quay nhà chú Ve nói chuyện chia sẻ với các với mọi người. Xin nhắc lại các bạn, chú Ve mình là có tất cả 21 người con đấy nhỉ? Hai vợ đấy. Một nhà là hai nhà, cả vợ hai cùng thì có 11 con. Dạ. Đang khó không làm được, không làm tối nay đủ. Vâng. Vì mình đẻ nhiều con quá vất vả, tốn nhiều tiền ăn học, mua quần áo, các thứ nhiều lắm. Quần áo khó rồi. Đúng rồi. Mình không có tiền để mà mua thức ăn này, đầu tư cái này cái kia. Kinh tế vì mình đẻ nhiều con quá. Mình biết là như thế rồi nhưng mà bây giờ đã chót rồi thì cố gắng cho các con ăn học thôi. Con thì nhỏ không đi làm thuê được. Đúng rồi. Kinh tế được. Sau này con lớn thì cho các con đi làm thuê. Làm công nhân kiếm tiền. Không biết chứ là... Phải học thôi, vâng. Không biết chứ thì không đi được đâu. Vâng. Nhưng mà cái đường này thì đường khó, thì đường đi không được, tiền không có. Dạ. Đấy, thế thì cháu thôi thì hỏi tên lại mà từng người một cái đã, xong quay nhà một tí. Đây là bạn Thắng nè, nhờ. Thắng là năm lớp 9 nhờ. Vừa rồi Thắng đi đón chú đấy. Anh hồi tạc, Thắng hồi lớp 8 rồi. À, lớp 8. Thắng này. Đây là em... Em gì? Thúy nhỉ, đấy, Thúy này, còn đây là vợ của chú rồi. Vâng. Đây là năm nay học lớp mấy, bạn gì nhỉ? Lớp 6 á? Lớp 5 hết rồi, năm rồi. À, lớp 5, năm nay lớp 6 nhỉ? Đây là sống đi học cơ 2. Dạ, vâng, Thúy này. Còn anh này là... Con râu. Tên là gì nhỉ? Cháu tên này. Con Tuấn. Tuấn à? Học hết lớp 9 rồi. À, học lớp 9 rồi đấy, Tuấn, cố gắng lên. Đấy, còn... con gái này là tên là gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Con dâu tên là gì nhỉ? Tên Mai. Mai à? Mai. Mai à? Sùng Thị Mai. Sùng Thị Mai đây, vâng. Còn là em Dung đây nhỉ? Bé Dung đây, đây cháu Dung đây. Vâng. Vừa rồi chưa ăn cơm á? Uống nước á? Đã. À, uống nước cho ra đây, nước nguội uống đây phải không? Hôm nay ăn món gì? Đây á? À, mèn mén các bạn đây này. Đó, mèn mén. Đấy, ngày nào mình ăn mèn mén mà nhỉ? Tí nữa ăn cơm tối cháu ăn một suất vơ. Như ngày trước vơ. Ngày trước cả nhà ăn ở đây vui lắm. Ăn cái gì theo ý của chú đâu, không cần gì đặc sản đâu. Cháu quay nhà chú một tí nhá. Ngày trước cháu thấy cái cửa vào đây nhưng mà chú lại lấy giấy cái... À, chú lại để cái chung nước vào cửa này rồi. Đó, nhà thì khá là tối tàn các bạn ạ. Đấy, đồ nồi niêu xong chảo đây. Coi về cho các bạn để giúp được không? Vâng, có gì giúp được sẽ giúp chú, giúp các cô các chú. Giúp một tí đây. Vâng. Vất vả thì làm không Phát triển được phải không? Đấy, nhà. Thế chú kể lại chính xác là mình có tất cả có phải 21 người con không? Ngày trước cháu quay này, cả hai vợ đúng không? Bây giờ các anh chị thì vào miền Nam, các con cả vào miền Nam mấy người rồi? Con cả, con to, con lớn thì được rau thì mới đi làm thuê, đi ở kinh tế. Ở kinh tế trong miền Nam mấy người nhỉ? Miền Nam đi 4 con rồi. 4 con. 4 con ở miền Nam... ở tỉnh Đắk Nông. Đắk Nông phải không ạ? Đắk Nông, huyện Đắk Lắk. Ở tỉnh Đắk Lắk ấy. Tỉnh Nói chung là ở miền Nam ấy. Thế các con có hay ra đây không? Ra, lâu có ra 2-3 năm thôi. Ra một lần đúng không? Đấy. Phía đây là phía ngoài này là con chó cắn không? Con chó. Chú đưa cháu đi thăm bên này một tí vậy. Có bạn Thắng ấy, bạn nào đưa chú đi. Bạn Thắng ơi. Chưa có chó cắn chú là thôi ấy.
Nhanh lên, trông cái chó hồi chú với. Thắng không? Đi. Chửi con chó nhá. Chửi con chó không được cắn chú nhá. Ở đây có chuồng lợn nhỉ? Ôi dồi, ba con lợn các bạn ơi. To béo đây. Một con chim đây này. Không sao đâu mà. Chú không ép cháu phải nói tiếng Kinh hết đâu mà. Bốn con. Ôi dồi, giật mình. Bốn con. Chăn tự nhiên. Mình nuôi tất cả bốn con lợn nhỉ. To béo thế. Con chim. Ở bên này còn có vườn gì không? Vườn đóng cửa rồi đúng không? À, cái gì đây nhỉ? À, cái gì? Toàn bạn nuôi cho bò thôi. Cỏ đây mình vừa mới đi lấy á. Cỏ đấy, cỏ rau 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 cỏ rẫy. Vâng, lấy cỏ rẫy về. Hai con bò. Hai con bò đấy. Hai con bò, mấy con lợn? Bốn con lợn. Mấy con lợn bán được ở đây nhỉ? Béo. Béo lắm rồi mấy con lợn này. Có. Bây giờ chỉ có bốn năm con này. Bốn năm con lợn đây có bán không? Chưa bán được. Chưa bán à? Chưa béo đấy. Thế còn chưa béo á? Đó thấy béo mà. Béo, người ta lấy ở đâu về lên lấy? Ở từ đâu đến lấy về thịt mày khi ơi? Bố con lợn này, mình bán cho ai? Bán thì còn có ai mua thì bán chứ. Không có ai mua thì... Mình có thịt không? Từ thịt không? Không có thịt đâu. Dạ yeah. Mình bán lấy tiền mà đúng không? Bán lấy tiền đấy. Ừ. Chú về ơi, chú đưa cháu thăm bên này một tí vậy. Hả? Đưa cháu thăm vườn bên này một tí vậy. Lâu không ra đây rồi. Cỏ nương rẫy ở đây nhỉ? Đúng, đúng nè. Ừ. Mở ra. Vâng, mở ra. Mở ra để cháu ra ngoài để xem một tí nào. À, đây. Bên này, trong nhà có trong lợn con. Bên kia là, ấy nhỉ? Ngày trước cháu chụp ảnh ở đây nhỉ? Tí chụp ảnh sau, tí cả nhà chụp sau. Bây giờ thăm nhà một tí đã. Cũng chưa sửa được. Ba, bốn cái chum nước nhỉ? Ừ. Ở đây còn có hai con lợn, có phải lợn nhà mình không? À, tóm lại mình cũng nuôi được mấy con lợn đây này, 4-6 con lợn đấy nhỉ? Xong hai con bò nhỉ? Lợn này thả tự nhiên này, con lợn này lợn nái hay lợn thịt? Mẹ thôi. À, nuôi làm mẹ á? Nuôi làm lợn nái đấy. Ôi, đây còn một lợn, đàn lợn con nữa này. Ôi. À, mới được 2 ngày á? Ôi. Nói chung là cũng khá là chịu khó nhưng mà không ra tiền được đúng không? Ừ. Phải chịu khó một tí. Đúng rồi. Năm ngoái cháu đến thăm, năm kia cháu đến thăm rồi nhỉ? Cháu đến thăm năm kia rồi thì có con mắc mật. Mắc mật ở trên này này. Quả mắc mật ở trên này, mắc mật này bây giờ này hết mùa rồi, trên này. Hết mùa rồi, qua mùa đấy rồi. Đợt mà cháu đến thì còn có mắc mật. Đấy. Như con này là con lợn nái, lợn thịt như con này. Để thịt thôi. Nhưng mà mình nuôi để thịt mà đúng không? Để cho nó cho vào chuồng béo mà thịt mà. Phải không? À. Mà thử khó khăn đấy. Khó nhưng mà thì... Bây giờ chú thích mong muốn gì nhất hiện tại ấy? Chú về. Chú có mong muốn gì nhất? Cháu nghe chú kể là chú thích một cái tivi cũ cũng được đúng không? Đem về mở trong nhà để cho các cháu biết thế giới bên ngoài đúng không? Biết mọi thứ. Nhưng mà cái tivi ở đây điện có khỏe không? Đấy, cháu đến cái, robot này. Cái máy robot này cũng được. Quay mạnh không? Con mạnh. Máy được đấy. Tức là cái máy thái cỏ cho châu bò làm nổ được, quay được là mình dùng được tivi. Tivi này, cần một cái tivi có dây điện nữa, thứ chưa có đúng không? Dây điện á? Vâng. Chưa, bây giờ mua. Cái chảo phải có chảo bữa. Ở trong khu này có nhà nào có chảo tivi chưa? Chưa có. Ở trong làng này mà. Có tất cả mấy hộ nhỉ? 4 hộ phải không? Ừ, cái này cái làm 4 hộ. 4 nhà. 4 hộ này chưa có tivi hết. Thế cháu sẽ sắp xếp cho chú một cái cũ cũng được nhỉ? Còn được, đẹp. Chưa hỏng là được. Chưa hỏng thì tạm một cái cho các con. Đấy. Các con thì khó khăn bây giờ. Các con để cháu thì chú thì khó khăn, chú không mua được. Vâng. Để các con biết được đây đó thế giới bên ngoài. Sóng internet đang bắt yếu đúng không? Sóng điện thoại đấy. Được không? Điện thoại
có điện thoại thì bắt được sống. À, cũng được. À. Thế à? Có một cái chào thôi, không có chào không bao giờ được. Chào ở đâu? Không, không đi mua. À, tức là tivi ấy. TV phải có chảo chứ, đúng rồi, không có chảo không bắt được đâu, cháu biết rồi. Thế à, và con đường là làm từ dưới vợ cả khi lên đến đây, vừa rồi cháu bước bộ lên đây là 3 cây số. Thế là mấy anh em đây cháu thấy làm đường lên được một đoạn rồi. Mà dùng tay không, không có máy móc gì cả. Không có máy đâu. Mình chỉ dùng đúa bập, đúa búa để đập xà beng thôi nhỉ. Chú phải làm, chú đi làm được 2-3 ngày thì cái này đau quá rồi, là không được. Phải nghỉ đúng không? Ừ, ngày này tôi nghỉ rồi. Thế là chị... Mai kia mất đi. Đi tiếp, khi nào khỏi đỡ hơn là đi tiếp. Nhưng mà tất cả có 4 nhà ở đây đi làm thôi à? Ờ, 4 nhà. Hình như ở dưới kia có một số nhà giúp mà. Không giúp được đó. Tàm bốc thì chỉ là hai con đi cấu ráy ở chân thì và giúp một đi. À, tức là chỉ có những cái nhà ở trên này có ráy nữa, ráy trên này chỉ có 2 nhà thôi á? Tàm bốc ấy. 2 nhà tàm bốc giúp, các nhà không giúp được. À. Anh không cấu ráy. Thế tức là có sẵn... Vâng, ở cách không có thấy, ai không có thấy thì không lên đây. Ở trên này thì 4 nhà này, ở dưới kia 2 nhà này, 2 nhà dưới kia là có thấy thì lên đây cùng nhau làm. Làm mấy bao nhiêu lâu rồi? 1 2 3 4 5 5 5 5 nhà có một nhà ở trên thôi. Ừ. 5 người. Xong ở dưới ta bốc là 2 người nữa là 7 người. Ừ. 7 nhà. Là được 10 ngày, 10 mấy ngày rồi. Là được 10 mấy ngày rồi. Ừ. Đi được một đoạn rồi đấy. Đi được chưa được từ sửa tiết. Ừ, mình sửa đi sửa lại, mình làm đi hướng đi trước thôi. Sửa thế là sửa 2 lần nó lại đi xe máy được đó. Ừ. Cố gắng thôi. Bây giờ không có ai tài trợ, không có ai giúp đỡ gì cả luôn. Nhà nước thì bảo là được cái đường này thì châu si nhà nước. À, châu si đúng rồi. Hỗ trợ đúng rồi, đúng rồi. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ờ, nhưng mà ý của cháu là vâng, ý của cháu là hiện tại không chưa có gì cả giúp đỡ đâu. Không có mạnh thường quân hay không có ai giúp đâu nhỉ. Ờ. Nếu mà cháu tìm được ai giúp thì cháu sẽ giúp chú. Ờ. Vâng, nhà nước chắc chắn sẽ giúp mà đấy là trách nhiệm nghĩa vụ của nhà nước mà, nhưng mà nhà nước nhiều cái phải lo. Nhà nước phải lo nhiều cái quá nên mà họ sẽ từ nhà nước sẽ làm từ nhà nước bảo là mày là cái đường là đi xe máy được thì bây giờ nhà nước phải cho xi măng mày mình sai đi. Và mình tự làm đúng rồi làm. Bên nào ở đâu cũng thế mà. Ừ, nếu cháu có ai giúp đỡ thì cháu sẽ giúp chú làm, phải làm đến nhà này 4 nhà này. Vâng. Ừ. Đấy. Mình còn khó khăn nhỉ. Tính nuôi được 2 con bò 6 con lợn xe máy. Vâng. Được. Các bé đi học hết không? Con này có đi rồi, con này nhỏ nhất. Đi chưa? Bé này đi chưa? Đi học mẫu giáo rồi. Mẫu giáo lớp 3 tuổi à? 3 4 tuổi à? Gần 4 tuổi ạ. À. Bánh ngon không cháu? Ngon không? Ngon đấy. Ngon không? Xin cháu, xin anh. Ngon nhỉ? Ngon. Tiếng Mông ngon là gì? Tiếng dân. Tiếng dân tộc Mông là gì à? Tiếng dân tộc Mông là ke. Ke. Ờ. Ke mi. Ke. Ke. Kê, à, kê. Phải là ngon. Ừ, đúng rồi. Là xiêm. À. Xin bác. À, xin bác, ừ, rồi, không sao. Lâu bác ấy thăm thôi, hỏi thăm gia đình thôi. Thế bà chú bảo là ngoài cái tivi cũ cần một cái để cái con thích cái ống ngòm á? Cũ thì nhìn được thôi. Vâng, nhìn được là thôi. Còn cái ống ngòm ạ, chú thích một cái ống ngòm đi rừng á? Còn thích quá rồi. Anh tiền không được, sau lại là được. Nhưng mà cái tuổi của Tùng, nhìn thấy của ông thôi... phải cái to thế này đấy ở chỗ đấu này cai này không cần là hai loại đó mày loại là ăn ngon mày loại là không ngon rồi ở đất à tức là có hai loại ong hai loại mà cái to này đặc người đấy tức là một cái loại ong tổ to đùng ở trên cây đấy, ăn ngon phải không ăn ngon còn một loại ong tiền như thế ở con cai này còn nhìn thấy mà à còn là một loại ong đất là không ngon chú muốn cần một cái ống ngòm để mà có thể quan sát từ xa để nhìn thấy tổ ong đúng không tìm ong đúng không đúng tiền cái rừng này còn thấy mà à thế là mình ở xa soi tổ ong đúng không ở đây có ong nhiều không có chứ có ong mật không năm ngoái ta lấy được một cái này thì được 9 cân cả 9 cân đấy 9 cân nhộng á ừ. Nhưng mà có ong mật không 9 cân loại loại ăn đấy. Ừ, à loại nhộng kia ấy. Nhộng không 9 cân kia. 9 cân anh không chú không lấy đi bán à? Bán là ăn 2-3 ngày chưa hết à? À cả nhà mình đông người ăn 2-3 ngày là hết đúng không? Ngày à? À thế cái gì nhỉ? À, có ong mật không? Mảnh thương ấy. Ờ có. Có. Rừng có. Bây giờ không có cái này là ăn như nhau tự nhiên không thấy. À. Từ cái loại này bé này để nên có thể nhìn ống như cũng nhìn không thấy. Vâng. Bé quá. Vâng. Thế bây giờ chú chỉ có nguyện vọng là một là lấy một cái tivi cũ cũng được.
để cho các cháu xem, hai là cần cái ống nhòm để đi làm, thế thôi đúng không? Vâng, có ai giúp làm đường xá thì đấy, thì đường xá thì giúp đỡ đúng không? Giúp đỡ thì có thể là tiền đổ bê tông các thứ để giúp làm đường lên đây, để có xe máy đi lại được, các con đi học thoải mái nhỉ? Từ làm thôi. Ừ. Sau này nhà nước sẽ hỗ trợ xi măng, nhưng mà bây giờ ấy, bây giờ mình có, dạ, bây giờ có ai giúp là sẽ giúp chú nhờ. Đúng rồi. Mình không cần phá mìn gì đâu mà đúng không? Mình làm đường ấy. Mình không biết. Chắc là khi nào gặp hòn đá to thì tính sau. Cái đá to là nhà nước cho mình ấy. Ừ. Từ là nhà nước cho lại thuốc mình. Từ đục lỗ. Đục lỗ. Vâng, và có người phải có người biết sử dụng mới được. Vâng, có người được đào tạo, tiếng sau, cái đấy tiếng sau. À, thế điện thì có rồi, ổn định rồi đúng không? Điện mua rồi, mua được được. Điện vào đến đây là làm được bao nhiêu lâu rồi? Chú? Một năm mà, chưa đến một năm. Có anh, tất cả các nhà ở đây cùng nhau á? Cùng nhau đấy. Cùng nhau đường dây điện này á? Tự mua đấy. Tự mua là mỗi nhà thì cả gần 1 triệu đấy. Mỗi nhà 1 triệu á? Thế 5 nhà 5, 6 triệu á? 5, 6 triệu đấy. 5 nhà là mỗi nhà hơn 1 triệu. Ờ, 1 triệu đấy. Thì ngay cột cây này mình tự đi chặt về làm thôi. Cái cột này cột cây nghiêm. Ừ, con thấp lè tè cũng cho thấy khá là nguy hiểm. Thấp lắm. Sau này nó mục nát các thứ là nguy hiểm đấy. Nhưng mà cái gì nhỉ? Cái đường dây này là mua hết tầm 5-6 triệu á? Đi xuống thông nông mua à? Đi thông nông mua. À, xong về đây anh em mình tự kéo. Tự kéo ấy. Vâng, thế tối. 2-3 ngày á. À, 2-3 ngày đấy. Cái này cứng quá. À, cứng quá à? Cứng quá. À. Thế mình tự nối là có thợ nào đến nối cho mình không? Ờ, thợ nối. Thợ nối cho. Thợ nối cho. À. Mỗi người chỉ cũng không cũng không ai giúp đâu, mình tự bỏ tiền ra hay làm hết tất tần tật luôn à? Tự mua hết. Tự mua. Ừ. Nhà nước và Lâm và Lắc là 750. À, tiền 700 rưỡi. 10 hộ 750. À, tiền lắp ấy. Ờ, tiền lắp ấy. À, tiền mà thợ lên lắp cho ấy. Thợ lắp cho ấy. À, thì và hơn 2 triệu hơn đấy nhà. Ờ. Tiền công, tiền các thứ thợ cho thợ ấy. Phụ tùng các thứ thiết bị nữa ấy, nó tất cả đến như thế. Vâng, thế bây giờ dùng là ổn định rồi đúng không? Ờ, máy sát là có, mình có máy sát rồi đúng không? Nhưng mà, máy sát ngô chưa? Mình có máy sát ngô chưa chú? Sát ngô chưa có. Đấy, thấy có một cái trong không phải à? Sát sát ngô là cái này là sát robot đấy. À, sát cái máy băm rau bò thôi, còn sát ngô chưa có. Ngày trước chú còn dùng cái cối. Đá. Cối đá. Cối đá. Bây giờ vẫn dùng cối đá. Ừ, đá. Chưa có máy sát à? Ờ, chưa có. Các bạn ạ, vẫn chưa có máy sát để mà sát ngô ăn thức ăn. Ờ. Thế về nhỉ. Cái sát ngô này dễ à? Không khó bao nhiêu rồi. Sát ngô này làm được nhiều thứ. Ờ. Cái sát ngô có bao nhiêu nhỉ? Có điện này rồi. Cũng hơn triệu thôi mà. Ờ, triệu dưới. Vâng, thế thôi mà. Triệu 7 là tốt, là to hay là triệu 7, triệu 8 á. Vâng. Là trung bình là triệu 5 thôi. Vâng. Sau này mình bán lợn đi, trâu bò đi. Ờ. Thì mình cũng sẽ mua dần được thôi, không ngại lắm. Làm đường có đường đi lại đã, có điện đã. Nước thì thế nào chú, nước đủ không? Nước thì đủ. Trên bàn nước đủ thôi. Nước ở trên núi này có đúng không? Trời xuống đây là mình lấy vòi xuống đây nước tạm thời đủ rồi. Ngày trước là nước cũng mùa khô là cũng hiếm đấy nhỉ. Một năm không mưa thì đi vắt ở nhà. Cái mỏ đầu nguồn đấy chẳng thấy rồi. Vâng, nước trên suối trên này hết thì mỏ đầu nguồn và coi như là thế. Đến tháng 10, tháng 11 là đi vác rồi và ăn. À, được tháng 10, 11, vâng. Thế bây giờ có 21 người con, 2 vợ, vợ cả là ở dưới kia thì vẫn khỏe mà nhỉ? Ờ. Chưa được đến thăm. Già rồi nhưng mà. Vẫn khỏe, vâng. Vợ thứ hai thì vẫn được, vâng. Và đứa con út cuối cùng nhất là cũng năm nay là bao nhiêu nhỉ? Là 4 tuổi rồi. Không đẻ chứ, chắc chắn không đẻ chứ. Không đẻ, để lâu, để nhiều thế này khó. Khó khăn khổ rồi. Có 2-3 người già này thì vất vả là không được ăn, không đủ ăn. Đúng rồi.